Hello anh em, hôm nay có trò gì vui? Mau nói tao nghe, để xíu nữa con chơi. Em đã có sẵn trò rồi, mau nói tao nghe thế nào? Qua chỗ thân mình, lấy cái này, mình đi chỗ nó chơi. Được nhà hay đây đến chỗ mình nào mày? Ui em sorry nào, mày mau đến bố xem ra sao nào. Sorry là được à? Dạ em mới bước đến trường này, nên em chưa bị điều. Mong mấy anh hãy tha và chị bảo em. Ok mày mau đến và dạy dỗ lại nó mau lên. Này này cậu làm cái gì? Mau đi đến phòng tôi xem nào. Mau lấy giày ra xếp nào. Hai cậu việc bàn chuyện điểm đi. Thưa thầy, đây đâu phải lỗi em à. Con thôi đừng có nói nhiều, mau làm bạn đi hai các con. Thật tính tao đến quá mày, không hiểu chuyện làm tao được ghê. Anh ơi thằng khôn nó kìa, mau đập luôn vô mắt nó đi. Trách mày rồi nhóc ơi, dừng tay ngay. Nó là ai kia? Anh ơi mình đi đi. Sao tao phải đi đi? Ông cáo đen trầm trường anh. Ôi cáo đen à, thôi chết mình rồi. Chạy mau thôi không kẻo chết. Mày mau xin lỗi nó xem nào. Nó lấy em tao à, mày liệu mà xin lỗi sao cho đàn hỏi. Tao đấm cho bây giờ. Dạ em xin lỗi mày anh à. Em sẽ đi ngay à. Ôi anh của em ba ba chơi à nha. Mai tao sẽ qua trả thù cào đêm với em mỗi ngày. Tao sẽ luyện võ cả ngày. Em cũng muốn giúp anh trả thù. Cảm ơn mày nha tiểu đệ. Mai tao sẽ tìm cách cho nóc cáo đen. Nơi tao sẽ đâm sát mặt mày.